Còn bây giờ chúng ta đến với trận đấu tiếp theo. Trận thứ hai bên bạn Seng AC Kata và Baby. Và ngày hôm nay dường như con Aciran nổ hơi nhiều. Aciran nổ rất nhiều trong ngày hôm nay. Chim sẻ cầm Summer trong cánh, Hồng Anh cầm Seng đầu cánh, Babylon của game thủ He He, và cuối cùng là Yugi người cầm cho so. Như vậy quân bạn đẹp hơn một chút. Hai Seng và Babylon thì là cân nhau. Summeren yếu hơn AC một chút. Còn cho Son sẽ cân với quân gì? Để tôi xem nào. Tôi vừa quên mất tên quân của đội bạn. Thế nó có cái gì đấy hả em? Và như vậy là cho Son sẽ cân với Katarian. Kèo đấu 1-10 và 1-9.5. Chúng ta đến với mảnh máy của game thủ Hồng Anh. Thế ở đây thì dường như là Hồng Anh được thi đấu hơi ít. Tôi cảm giác đây Thái Bình đang tập trung cho một cái dự án và sắp tới nó sẽ nổ. Đây là một dự án được diễn ra vào đầu năm 2018, một dự án mang tầm vóc quốc gia. Mình sẽ bật mí một chút thế thôi chứ chưa dám nói hẳn ra, bởi vì nói hẳn ra thì nó sẽ lộ mất. Một dự án rất quan trọng của AFC Thái Bình với nền AFC Việt Nam trong năm tới. Và ở đây thì Hồng Anh không thiếu được quá nhiều. Phong độ của em trong ngày thiếu hôm nay cũng không được cao, nhưng hy vọng bằng bản lĩnh và kinh nghiệm của mình thì Hồng Anh vẫn sẽ có thể thể hiện được những trận đấu xuất sắc, những trận đấu mãn nhãn để cho các vị khán giả của AFC Thái Bình cũng như DVD có thể được theo dõi. Và đây là bài của Hồng Anh. Hồng Anh có một trận cầm Seng và có hốc trong trận này. À không, đánh tại nhà cũng được, đánh được tại nhà thoải mái luôn. Hai đàn hiêu cộng với hai con voi. S đầu được thiết kế rất sớm. Chim sẻ nắng là người cầm Summerian, đang lùa đàn hiêu của mình về. Và trận này sẻ đang muốn dừng lờ, nhưng mà cái thế đánh cùng của sẻ cũng không là một thế đẹp. Dừng lờ cũng không bị biến tội, mỗi tội gỗ đầu xa quá. Con hiêu này cần hai phát phi nó mới chết. Vâng, một tên nâu một nhập chim sẻ. Quả phụ có rồi, đàn hiêu hai thôi và một màu quả phụ. Đây sẽ là chiếc nhà BS đầu tiên, chiếc nhà BS để ăn gỗ. Màn hình máy he cầm bé bị lòn trong trận đấu này. Một trận đấu mà sắp xếp lại là rất minh bình dành cho Game TV cộng Pọc. Hai cung thì nằm ở đầu cánh, hai chém thì nằm ở trong. He đánh gì trận này he? Vâng, như vậy là he cũng sẽ đánh chém. Như vậy là thế ba chém một cung, một cung duy nhất đến từ Seng của Hồng Anh mà thôi. Cuối cùng là mảnh máy của anh Yugi. Vâng, khi phải thi đấu ở cái đấu trường mà toàn những cao thủ, toàn những game thủ trẻ có đôi tay nhanh như kiểu của Liên Quân 2, thì cái điều tôi lo nhất là anh Yugi không giữ được bản sắc của mình, không giữ được phong độ. Đang cố cằn kè thực gỗ và cũng là bài đi dừng lờ dành Yugi thôi. Nhưng đây là bài không khỏe của cho sọt. Quay trở lại với He đang thông báo rất nhiều trong trận đấu này. Không biết là gặp ai. Bên bạn dường như dò rất rộng trong trận đấu này. Và He gặp game thủ về lớp ở đầu cánh. Em đang cố gắng đi dò thêm ăn hoa. BL. Và đây là BM. Vâng, thế bảo bên bạn 1-2-3 chưa đời ngon. Như vậy bên bạn trận này hơi xấu đấy nhá. Vâng, như vậy là He 24 dân rồi He.
không chết dần tuần vừa rồi. Thôi đủ rồi, thoải mái đi. Đầu tiên được bơm chăm thịt tí thì khỏe. Bằng làm hai cái ruộng thì bao giờ thiết kế được ghét ăn vàng. Đối đầu mồ ba của về lớp. Và về lớp là người cầm quân gì? Dường như đây là AC chăng? Có phải AC không? Khâu ăn hoàng ở mặt bên này. Nghe sẽ về một lờ của bánh xe khá sớm. Vậy em vâng pha vậy rất nhanh tay của game thủ hè. Tuyệt vời. Cực kỳ nhanh tay dành cho hè. Một pha vậy và thậm chí tôi không thấy móng e được vâng sinh ra. Vâng, như vậy là bung nhà chính đến từ thủ về lớp. Vâng, cánh bên này là hai cùng mô 3 và game thủ mô 4. Và mô 1 là người dừng là treo cánh. Mô 1 có bài và mô 3 có bài bung nhà chính. Như vậy lên đời sẽ là rất muộn dành về lớp trong trận yếu này. Nhưng nếu như khởi chế về lớp thì đó sẽ lại là bài khỏe dành cho về lớp. Hãy cẩn thận với tình huống như vậy. Lạc đà tới nơi. Hè phẩy e là cực kỳ nhanh. Và vẫn là về pha về thành công. Mặt bên kia tiếp tục là pha về tốt. Hàng về thủ nhà rất chất lượng, đúng với phong cách và hình ảnh của mình. Nhưng bây giờ thì có đi được về lớp không? Như vậy về lớp không lên đời quá muộn. Vâng, cũng là một bài đầu 11 và cuối 10 kích thôi. Bài đen nhà chủ của AC. Cực kỳ dị nhân. Nhưng tuần này hè đang gặp phải rắc rối. Rắc rối khá nghiêm trọng. Vâng, pha về không thành công. Có vẻ hè hơi lạm dụng cái tình huống về của mình. Tiếp tục đi ăn hoàng. Cố gắng ăn con bộ giò của mùa 1. Cánh bên kia chim sẻ đang có bài đi dần rồi. Đây là chim sẻ. Vâng, chim sẻ ăn được mỏ vàng của mùa 1. Cánh bên kia để một mình Hồng Anh solo với vâng, Hồng Anh đánh mỗi mùa 2 thôi đấy nhá. Cánh bên kia là hai cùng. Hai cùng nằm sâu trên góc 12 giờ. Anh cho Son có chém được ai không? Yuki. Yuki cũng đang công vào nhà 1. Vâng, 3 nhà đang công. Vâng, 2 nhà đang công vào nhà 1 trong tuần này. Vậy e Yuki để về e tuần này. Không có dân. À có. Được rồi. Vâng. Vâng, bạn thông cảm. Bằng tay anh hơi chậm. Vâng, thế vậy e thế là cũng được rồi. Vẫn là bài hay là vắt đều dành cho Son. Ở nhà lại bị màu 1 công vào 1 tuần. Nhà Yuki có một khoảnh ruộng vậy e. À không được, ruộng lại bị hở. Vâng, chạy dần thôi, bánh xe đã có rồi. Hè thì sao? Vâng, hè tham 20 chuẩn bị hay cùng đẩy và sẽ không thể nào mà có thể đỡ được. Đến với nhà chủ lực. Vâng, Hồng Anh phát triển rất mắc bình. Phút 18 tham này 65 của nhà đánh cung đầu cánh. Phát triển cực kỳ tuyệt vời đến từ game thủ Hồng Anh. Vâng, đúng là một cao thủ đánh cục. Vâng, nó thực sự là khác bọt so với phần còn lại. Vâng, nhưng bây giờ thì đẩy mùa 2 không phải là chuyện đơn giản khi mùa 2 có hốc. Và lạc đà cũng đang rất đông. Mùa 2 đang cầm chân để cho nhà mùa 3 và nhà mùa 4 khỏe lên. Vâng, phải đi lỗi quân đến từ Hồng Anh. Cùng R giáp 2. Nhược đà đang chém là rất đau. Vẫn chưa thể đẩy được mùa 2. Lạc đà rất đông. Chờ tí nha, phù thủy chắc được một hai con nên nhiều đá này móc đâu ra lắm phù thủy vậy. Rồi đây là pha kết hợp quần bằng một mình Hồng Anh. Hồng Anh nở tham cực kỳ mắc binh nhưng để có thể đẩy được game thủ mùa 2 thì cần có sự trợ giúp của chim sẻ nắng. Rồi tờ này xong rồi sẽ ăn dân kìa. Ăn dân. Vâng, nhưng mà không ai ăn dân à. Vâng, Hồng Anh vừa tăng nhà BA thứ 5. Đường cút, đường cút. Không đường ra dành cho game thủ mùa 2. Tham này vẫn đang là 85. Bằng mùa 2 chết rất nhiều dân từ này. Vâng, thấy thông tin nhận về đội bạn ốp Hồng Anh. Hồng Anh kéo về đỡ thôi. Đông không? Vâng, tăng liên tục hai nhà bia. Vâng, nâng cấp đầu máu, nâng cấp cả giáp 4. Không như vậy là tơn Yugi báo ẩu.
Vâng, anh bịp em thế à rồi. Nhà ông anh rất đẹp để có thể phát triển. Dụng được là cực kỳ nhiều rồi. Vâng, bây giờ thì là 7 BA và Hồng Anh chuẩn bị đào vàng luôn. Cho rất nhiều dân đào vàng tuần này. Nâng cấp đào vàng luôn. Mạnh máy của chim sẻ và người dâng lờ tham ai đang khá ổn. Người dâng lờ nhưng tham ai đang là 44, tham ai vẫn đang cần. Chim sẻ đang bị chăn mất dần ăn hoàng. Đây là Hồng Anh. Bắt nút lạc đà của mùa 2 từ từ, bắt nút lạc đà đã. Lạc đà rất đông về. Chắc chắn có phải về trong tuần này đến từ Hồng Anh. Nhưng Tì Hưng Nhồn cũng đang tách lạc đà sang hai hướng để có thể chạy thoát. Bản đồ game lại bị lọt nhà tuần này. Vâng, rất khó chịu dành cho Hưng Nhồn. Không ai chế mây Siran của game thủ mùa 3 tí nào cả. Hồng Anh, Hồng Anh đã đủ vàng rồi. Một tơn nữa để lên 4 sẻ ơi. Vừa hốp vừa lên 4 không. Một tơn đơn giản nhẹ nhàng nữa là kích được 4 luôn này. Đập BK. Phút thứ 25 sẽ nhảy 4. Đồ đã đủ. Ốp nhà nào. Bên bạn là hai người đang to. Phút 25 kích 4. Với tham lai là 117. Hồng Anh vẫn đang có tham lai to nhất bản đồ trong thời hiện tại. M4 đứng hai kích ở nhà thông tin nhận về đến thành Yugi. Yugi vẫn đang giữ một số chém không hề ít nhưng không thể quấy được. Khi nhà M3 và nhà M4 là siêu đẹp. Chim sẻ đang quản lại nhà game thủ. Chim sẻ đang quản lại nhà game thủ M2. Hưng Nhồn vẫn đang có rất nhiều dân. Sẻ bắt đầu về hồi đi. Ông anh cần đỡ không? Cẩn thận bị Kene em ơi. Vòng 1-4 đẩy. Vòng 4 đi quần hay lắm. Tí đi quần rất hay. Vâng, tí đi quần một đường thẳng vào hai cái trung giờ của Hồng Anh. Khả năng Hồng Anh vẫn sẽ đỡ được nhà từ này. Đồng hội cho tí vàng nha. Hồng Anh đẩy nhiều cung thế bên ngoài ta. Hồng Anh đẩy hơi nhiều cung ra phía bên ngoài. Hồng Anh đang đóng nhà BL. Muốn ốp tơ này nhưng ở nhà bị lọt. Vâng, một tơn rất đau. M1 đang rất đông quân, thêm dân ra sửa em. Vâng, có cả M3 trong tơn này. Một tơn rất đau đầu. Asian rất đông, Hồng Anh có về kịp không? Đừng để lọt nha. Nhiều dân ra sửa. Vâng, số lượng cung RAC không ít nhưng đỡ ruộng kìa. Đây là tơn quan trọng. Một tơn nếu như để lọt thì Hồng Anh lực sẽ yếu đi rất nhiều. Không được rồi. Vẫn phải kịp thời. Vẫn đỡ được tơn này. Nhưng đang bị lọt nha. Ngoài nào phải đen ruộng và đen cả nhà chủ để có thể lao vào trong. Cực kỳ mất tay. Màu hai cũng dày máu ăn phần trong tơn này. Mặc dù lên 4 xong nhưng lực không khỏe. Chim sẻ. Chim sẻ bơm nốt vàng đi. Chim sẻ cũng chuẩn bị hồi lên 4. M4 lại ốp ở nhà BA. Đây là anh Yugi. Yugi đang cố gắng kéo quân về đảo cho Hồng Anh. Hồng Anh để mất rất nhiều ruộng. Hồng Anh để cho M4 dụ quá nhiều cung ra phía bên ngoài. Vâng, họ dụ cùng Hồng Anh ra giữa bản đồ để có thể có tơn ốp. Một tơn đục vào của M1. Quá kinh nghiệm dành đội bạn. Tơn này sẽ đỡ nhà thành công. Nhưng vấn đề là tí 100 dần. Và lên 4 xong. Từ đây em đứng nhà thôi, em kích 4 sớm mà. Phút 24 kích 4 mà đi ra ngoài làm gì. Chứ có ai bảo ốp đâu. Bảo bơm đồ kích 4 sớm đấy. Vâng, bên bạn chỉ có một AC thôi. Bây giờ thế trận sẽ là Seng thi đấu với Seng. Hồng Anh đã kích đạp đôi. Thế trận vẫn là đánh được. Mặc dù đang yếu hơn một chút.
Đông Anh cần phải ra lại ruộng và hồi lại tham thật nhanh. Một trận bên bạn nhà nào cũng khỏe. Hở chỗ này này. Và đang rất cố gắng để có thể thủ nhà Hồng Anh phải sóc cả hót ra để có thể đỡ lại những con đạp đôi của đội bạn. Và nhớ bằng bò bằng nhà cứng nha. Mặt ruộng kia thì bò bằng e đi kìa. Bắt đầu sóc con đạp đôi. Hồng Anh đang hồi lại dân và hồi lại thác. Một tuần rất mất tay mọi người thấy. Đội bạn kết hợp quân thực sự là tốt. 117 dành cho game thủ Hồng Anh. Một tuần khoai. Không thấy hót và không thấy màu 4 đẩy. Mô 4 đẩy rồi. Mô 4 đẩy Hồng Anh. Như vậy là chỉ là tân cung R đẩy để đi thăm dò thế nhà. Đạp đôi thì vẫn chưa thấy đâu. Hồng Anh đang xây thêm L. Bỏ kín lại nhà đi Hồng Anh. Đừng để những cái tên lọt vào nữa. Hồng Anh cần phải nâng nốt công nghệ. Vâng, chưa có giáp kìa. Mô 4 đánh cái gì? Đánh hot hay đánh đạp đôi? Và khả năng sen cũng chuẩn bị. Aciran của Vlop cũng chuẩn bị lên 4 ngay sau đây. Aciran lên 4 sẽ ngót. Mặc dù hot của AC không quá khỏe, dù sao nó cũng là những con hot. Và làm cái BK ở đây cho nó chắc. Bo mặt ruộng lại đi kìa. Tí vẫn chưa đẩy cùng. Ngày hôm nay game thủ được đánh giá là mắt xích yếu nhất bên phía của Hà Nội cộng với Liên Quân bằng BB Club. Đó là game thủ Tí. Nhưng Tí tỏ ra là mình không hề yếu trong ngày thiếu hôm nay. Thậm chí Tí còn đang thi đấu khỏe hơn game thủ về lớp khá nhiều. Rất nhiều trận đấu mà Tí được đưa về thế cầm chủ lực. Nhưng Tí là hoàn thành xuất sắc và thậm chí còn tốt hơn rất nhiều nhiệm vụ của mình. Tờ này thì Hồng Anh bị đẩy vào nhà. Vâng, bị đạp nổ nhà BK và bị đạp đôi lao vào bên trong. Hồng Anh không có hot để thủ nhà. Và để thủ nhà tờ này thì Hồng Anh vâng đạp đôi một kích vào bên trong. Khoai rồi. Tỷ số được cân bằng một đều trong xe đấu thứ 3. Một tên bên bạn rất mắc bình khi mà Seng và Aciran ôm nhau. Hồng Anh phát triển đã thực sự là tuyệt vời ở trong 18 phút đầu tiên. Phút 18 tham 70. Phát triển rất tốt. Vâng, phát triển to hơn Seng của Tí. Nhưng vấn đề bên bạn là có thế hai chủ lực ôm nhau. Và màu 2 hưng nhổn đầu cánh cũng rất khỏe. Vâng, cần phải có sự giúp sức đến từ chim sẻ nắng thì mới có thể ốp bay được game thủ hưng nhổn. Mà Hồng Anh thiếu đời 4, một trận lên 4 sớm của Hồng Anh. Gây ra sự đột biến. Gây ra sự đột biến. Nhưng mà vấn đề rằng Hồng Anh lại để cho một 4 dụ rất nhiều cung ra giữa bản đồ. Và đội bạn có một pha ốp quân quá bất ngờ. Màu 2, màu 3 và màu 1 lao vào.